Xin chào các bạn đến với trang tin Nhà đất Bắc Ninh tại địa chỉ nhadatbacninh.biz. Lại như thường ngày, hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2022 tôi sẽ cập nhật cho các bạn giá nhà tại khu đô thị Him Lam Green Park Đại Phúc Bắc Ninh. Hiện tại bảng hàng của chúng tôi có các căn nhà của 16 block của khu đô thị có các mức giá như sau. Căn 4 tầng và 5 tầng mặt đường 18m của dự án có mức giá từ 5,7 tỷ tùy từng vị trí sẽ có mức giá khác nhau trên một căn nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài với tổng diện tích xây dựng từ 400m2. Tất cả căn đều xây thô, hoàn thiện mặt ngoài ốp đá hoa cương có hố chờ thang máy, tổng diện tích xây dựng căn 4 tầng điển hình là 344m2, căn 5 tầng là 400m2. Chi tiết liên hệ Mr. Minh Vũ 0968 473 666. Hoặc các bạn truy cập vào website tại địa chỉ http://www.nhadatbacninh.biz để tham khảo thêm. Xin chào các bạn đến với trang tin Nhà đất Bắc Ninh tại địa chỉ nhadatbacninh.biz. Lại như thường ngày, hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2022 tôi sẽ cập nhật cho các bạn giá nhà tại khu đô thị Him Lam Green Park Đại Phúc Bắc Ninh. Hiện tại bảng hàng của chúng tôi có các căn nhà của 16 block của khu đô thị có các mức giá như sau. Căn 4 tầng và 5 tầng mặt đường 18m của dự án có mức giá từ 5,7 tỷ tùy từng vị trí sẽ có mức giá khác nhau trên một căn nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài với tổng diện tích xây dựng từ 400m2. Tất cả căn đều xây thô, hoàn thiện mặt ngoài ốp đá hoa cương có hố chờ thang máy, tổng diện tích xây dựng căn 4 tầng điển hình là 344m2, căn 5 tầng là 400m2. Chi tiết liên hệ Mr. Minh Vũ 0968 473 666. Hoặc các bạn truy cập vào website tại địa chỉ http://www.nhadatbacninh.biz để tham khảo thêm.